Hello, chào anh em. Thì hôm nay em làm tí lại phần giới thiệu về mấy cái tủ anh em ha. Thì để đây đăng lên thì có anh em nào có nhu cầu mua thì mua nha. Thì đầu tiên thì em sẽ nói về mấy cái tủ mấy tủ này cho anh em ha. Này là tủ này là 47 450V nè, nó hai đầu nha anh em. Nó hai đầu. Cái này không có âm dương nha anh em, nó là tủ giống như tủ càng kép gì đó. Nhưng mà anh em lưu ý nha. Đó, đây nè, anh em lưu ý ha. 47mF 450V, tại vì này tụ vôn cao ha. Còn đây là tụ thằng 1.8mF nè anh em. Đây này giống như tụ quạt vậy đó, anh em lưu ý nha, 1.8 ha. Em làm video cho nó nhanh nhanh tí nha. Rồi này là tụ 200V 3mF nha anh em, này 3mF nè. 3mF ha. Đó. Thì tụ này là tụ 0.55mF nha anh em. Tụ 0.55mF nha. Anh em lưu ý nha. Cái này là tụ 1.8 ha, 1.8mF nha. Rồi để em làm dài dài cho anh em coi nha. Tụ này tụ 2.2mF ha. Rồi xong. Cái này cũng cái gam 47 nha. 47 thì có được 2 4 6 8 10 và 20 con. Còn đây là cái tụ này nè. Tụ này là anh em biết làm gì không biết luôn. Nè, này là 700mF nha anh em. 700mF. Hàng này là Ren Money nè. Tụ Ren Money nha anh em, Ren Money ha. Rạc Money của Đức, tụ Đức anh em ha. Con này là 63V nha anh em, xài nè. Hai đầu này ha. Đó. Xài đây ha. Này giống như là cái cục pin luôn các bạn. Đó anh em đẹp ha. Có ba cục anh em, nó về ba cục này trong cái lô nó. Rồi xong. Thì tới đây thì tới phần cái tụ đây là tụ 3.3 nha anh em. 3.3 này ha. Có loại dây và loại bắt này vô. Anh em lưu ý ha, hàng vô. Thì dây nó cũng có dây cộng thôi. Đó thì này em có khoảng cỡ 20 cái á, hơn cỡ 20 xuyền. Và xong tới cái này em anh em ha. Tụ Nijicon là 5.5mF 400V. Thì với 6.8 nha anh em. Nó có loại 5.6 và 6.8. Cái dòng này thì anh em làm cản lô mít nè, cản lô mít được nha anh em. Cái này cản lô mít được nè. Hoặc là anh em làm mấy cái nào mà cần cản lớn đó thì cần tụ này thì nên mua này gắn vô. Tụ này nó chịu lực, chịu đòn, chịu bền rất là cao anh em. Này hàng xịn anh em cứ yên tâm, cứ mà chơi thôi, khỏi lo. Rồi số vô nó cũng cao nè. Anh em làm mấy tụ này nhiều anh em làm tụ xịt được luôn á. Còn này là 12.000 là 1.5 là 1.5, tụ là 1.5 nè. Là một tụ 1.5mF ha. Nằm bên đây. Đó. Thì cái này em có cỡ khoảng 40 cái nha anh em. Này có 40 á. Tiếp tục thì tới cái này. Này thì gồm có tụ 105 là 1mF ha. 105 nè, 105. Rồi tụ này tụ 105 là 1.5. Anh em lưu ý nha. Này 1.5 nè. Này 105 là 1.5 luôn. Đó, đây nè. Tụ 5.6 nằm đây. Này 4.7 anh em, 4.7 nè. 4.7 được có mấy hai ba cái nha. Còn này là tụ 1 chấm anh em, 1.5mF nè. Hàng đều hàng Nhật cho anh em, hàng Nhật hết. Anh em yên tâm. Anh em cứ mua đi ha. Này thì để bán lay gai hoài anh em ơi. Lâu lâu thì em đợi cái về tụ 2.2 chứ chưa có nha anh em. Cỡ tháng nữa có thể có em sẽ báo cho anh em trên kênh anh em nào cũng mua ha. Em lưu ý nha. Cái này số lượng nó cỡ khoảng khu vực này mà 1.5mF với 1 chấm ha thì nó cỡ thứ 20 nha anh em. Anh em nào mua thì mua ha. Thì mỗi cái tụ đang bán lẻ một cái 50 nha anh em, một cái 50.000. Anh em mua số lượng nhiều thì có gì em sẽ bớt cho anh em về anh làm ha. Đó thì hôm nay em cũng làm lại tí phần tụ cho anh em coi anh em mua nha. Anh em mua ha, anh em nào có mua thì mua liên hệ em nha.